Các bạn thân mến, bây giờ mình tiếp tục dạy các bạn hướng dẫn cài đặt cái phần ứng dụng lập đề chúng ta lập trình PHP hoặc là các framework như là Cortina hoặc là Laravel. Thì chúng ta chọn tiếng Việt người ta gọi là Laravel ấy, mình đọc tiếng Anh là Laravel. Thế thì chúng ta sẽ vào trong trình duyệt, ta chọn một cái phần mềm có thể soạn thảo văn bản, có thể lập trình Word, lập trình PHP được. Rồi, ở đây chúng ta chọn cho thầy Google nhé. Rồi, chúng ta download. Download ở đây chúng ta download là NetBeans. Thì trước khi mà chúng ta cài đặt NetBeans thì chúng ta sẽ vào trang NetBeans. Trong trang NetBeans thì chúng ta xem là phiên bản nào cài mới nhất thì chúng ta có thể tải cái phiên bản mới nhất về. Ở đây là NetBeans 11 rồi, đúng không? 11.3 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta chọn download. Chúng ta chọn NetBeans. Chúng ta chọn mạng nó hơi chậm một chút, các bạn kiên trì. Đấy. Thì trước khi vào NetBeans thì các bạn cứ download NetBeans về đã, xong rồi đó thì các bạn có thể download cho tôi cái NetBeans SDK, cái Java SDK, nhưng mà chúng ta download bằng cái file này nhé, các bạn chú ý nhá. Đây chúng ta chọn đường dẫn đây, đường dẫn của cái này cũng được hoặc là của cái này được, chúng ta chọn cái nào cũng được. Các bạn phải chọn vào mirror trên. Đấy, các bạn xếp vào. Và chúng ta nhìn thấy ở phần download thì các bạn sẽ thấy phần NetBeans, phần nào. Rồi các bạn chú ý cho tôi là các bạn phải cài một cái phần mềm nữa để nó có thể chạy được, đó là Java SDK. Đấy, các bạn chọn cái này nhé, cái này các bạn cài trước cái NetBeans. Các bạn chọn Java SDK đây, các bạn đào xuống. Đấy. Thì nó sẽ hỏi ta sẽ download chỗ nào. Ta trượt xuống đây để ta chọn đây. Chọn cho Windows nhé. Windows. Đó. Tôi chấp nhận đúng không? Rồi tao xuống. Chúng ta kiên nhẫn để đợi nó có thể download được về chúng ta. Chúng ta chọn này là ghi để tham gia này cả.
ta chọn cái này chạy cũng được, vì tôi ấn nhiều lần. Và bây giờ chúng ta cũng xem NDK nhiều ghê, ta chặn bớt đi, ta để lại 1-2 NDK cho nhanh. NDK lại dùng là cái cuối. Đấy, tôi ấn nhiều lần mà. Đấy, các bạn phải cài cái SDK này trước, xong tôi cài NetBeans xong là xong. Thế là cái quá trình cài đặt của chúng ta đã xong, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ nhìn tôi cài download hai phần mềm này về tôi cài đặt ra nữa, là chúng ta có thể yên tâm làm việc với môi trường lập trình rồi. Và chúng ta chọn được NetBeans download xong rồi. Tôi đợi nốt cái Java. Mẹ ơi, điện thoại mẹ ơi. Điện thoại kìa. Điện thoại. Vào. Của mẹ cần gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta vào đây nhá. Ta mở cái phần sub order ra. Rồi ta mở ra nhá, các bạn nhìn thấy này. Ta cài cái Java này trước nhá. Các bạn chạy cái Java này, SDK trước. Đấy, các bạn phải chạy cái này trước. Sau đó các bạn chạy NetBeans để chúng ta lập trình. Ta chọn là yên nhé. Cài rồi là cài lại. Đấy. Các bạn thông cảm, nhà trên nó đang khoan các thứ, đâm ra là tiếng nó hơi ồn. Các bạn chọn tiếp tục nhé. Chúng ta cài đặt cái này xong thì chúng ta cài đặt tiếp cái chương trình soạn thảo này. Đấy.
next step nha, là chúng ta xem cái gì có thể xảy ra để xem hướng dẫn vân vân. Chúng ta chọn đóng lại nha. Thế là chúng ta cài xong rồi. Bây giờ các bạn cài xong thì các bạn cài Apache Connect thôi. Các bạn chọn cái đấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta chọn Apache cái nấc đi này nha, rồi các bạn kích next cho tôi, next cái ta chấp nhận nha, cái này miễn phí, con người này là miễn phí, các bạn yên tâm cài đặt nấc đi này, nó tự mặc định là chúng ta cài đặt nha. Và các bạn đợi cho cái tiến trình nó sẽ hoàn tất và chúng ta sẽ xong hết tất cả các cài đặt. Đợi hết tất cả các cài đặt rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đó là sao thì không phải làm gì nữa. Tôi nhớ chúng ta lập trình bằng môi trường này là đẹp nhất. Thì lát nữa cài đặt xong thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đặt cho Apache, đặt cho NetBeans Apache thì chúng ta sẽ sang. Và tiến trình cài đặt đã xong. Bây giờ các bạn
bạn chạy NetBeans lên. Ta mở một dự án mới đúng không? Đấy. Thì ở đây gồm có PHP, ta chọn chương trình PHP, Java, các bạn chọn Java. Để ta lập trình viết PHP, ta chọn Next cái này. Đấy. Và nó kích hoạt PHP. Các bạn chọn nơi dự án để vào. Đây trong thì nó cho sẵn cho các bạn là trong ổ C. Bạn chọn gen. Bạn chọn HTTP. Đó. Đó, các bạn chọn bán hàng. OK. Phoenix. Và bây giờ các bạn có thể lập trình dễ dàng trong cái dự án này. Đấy. Mở ra này, các bạn có thể thấy là các loại đuôi đúng không? Đó. Chúng ta có thể chấm PHP chúng ta lập trình vào đây, rồi các bạn có thể xem file HTML vân vân, public này, đấy, rồi view, bạn chọn view. Các bạn muốn cỡ to lên thì các bạn vào tool, các bạn chọn option. Các bạn muốn cái cỡ chữ to lên, các bạn chọn font. Các bạn chọn font cỡ chữ ở đây, các bạn chọn đây. Các bạn có thể chọn cỡ chữ 14. Đấy. To lên. Đấy, thì chữ chúng ta to dần lên theo từng loại đúng không? Rồi chúng ta chọn cỡ chữ 18. Nếu này các bạn lập trình nó to lên, chữ nó to nó đỡ nhỏ. Đấy. Rồi thì đây là chương trình soạn thảo, các bạn có thể thoải mái lựa chọn chúng. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là gồm file CSS style nhé, dùng để làm trang trí trang web. Còn đây là những các thẻ cơ bản. Còn đây là các đường link. Đấy, đường link. Tôi ví dụ như vậy thì còn ở đây là cái bảng thuộc tính để chúng ta có thể xem đâu là đối tượng, đâu là thuộc tính, đâu là lớp, các bạn có thể xem ở đây. Thế tôi vừa giới thiệu cho các bạn cái cài đặt Apache NetBeans để chúng ta có thể làm môi trường lập trình cho nó được ok. Bài học cài đặt hôm nay đến đây là hết. Chúc thân ái, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc.